Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe crossover 5 chỗ ngồi. Đó chính là chiếc xe Mazda CX-5. Chiếc xe được sản xuất năm 2017 và ở cái phiên bản 2.0 quý vị và các bạn nhé. Đấy, màu này là màu nâu các bạn ạ, rất là đẹp. Chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về, chúng tôi cũng chỉ có rửa qua bên ngoài đi một chút thôi là tôi quay giới thiệu luôn cho quý vị các bạn ạ. Đây là bên hình bên ngoài các bạn nhé, nội thất bên ngoài của chiếc xe đây ạ, rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu các bạn nhé. Tên tư nhân biển Hà Nội này. Đấy, phiên bản này là phiên bản 2.0 một cầu màu nâu. Nhìn về cái phần ngoại thất bên ngoài rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, cụm đèn hậu này đều rất đẹp này, từ logo chữ này, cụm đèn đều rất mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Ba đợt sốc sau không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả này. Dàn lốp còn rất mới, rất là dày luôn các bạn nhé. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa. Và chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe trang bị thêm cái bậc cửa rồi các bạn nhé. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, lốp rất mới, rất là đẹp các bạn này. Cụm đèn pha rất là đẹp luôn các bạn này. Đèn LED ban ngày đầy đủ cả rồi các bạn nhé. Toàn bộ về cái phần đầu cũng còn nguyên, còn zin, còn nguyên bản này. LED ban ngày, đèn pha bi xenon đều rất đẹp các bạn nhé. Dàn lốp rất dày, rất mới luôn các bạn này. Dàn lốp chủ xe vừa mới thay cả một dàn các bạn ạ. Đấy. Xi nhan tích hợp trên gương, gương chiếu hậu gập điện này. Giá nóc, bậc cửa đều có đầy đủ hết luôn các bạn này. Đấy, nhìn về cái phần ngoại thất bên ngoài rất là đẹp, rất là mới các bạn nhé. Chúng tôi vừa mới rửa qua bên ngoài đi một chút thôi. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý bạn xem về cái phần nội thất bên trong này. Toàn bộ từ táp bi cánh cửa này đều rất là đẹp, rất là mới, keo chỉ zin hết luôn. Và chủ xe thì rất là cẩn thận này. Chủ xe đã ốp chống xước này, dán chống xước ở cái táp bi này. Và chiếc xe này đã được trang bị loa Bose nhé, hệ thống ống âm thanh cao cấp, loa Bose, ghế chỉnh điện này. Đấy, vô lăng, cần số này đều rất là đẹp, phanh tay điện tử này. Phanh tay điện tử rồi các bạn nhé. Đồng hồ công tơ mét, chiếc xe này lăn bánh 6 vạn km rồi các bạn ạ. Đấy, chiếc xe đã lăn bánh 6 vạn và đã được trang bị cái màn hình Android OLED rất là xịn sò. Cửa sổ nóc đã có rồi này. Nội thất da cao cấp, rất đẹp, rất mới. Đấy, còn nguyên bản luôn nhá. Chạy có 6 vạn thôi cho nên là chưa có bị móp xước ghế da đâu. Ghế còn rất đẹp này. Đấy, lót sàn các bạn xem này. Nỉ sàn này còn rất là mới, rất là sạch luôn này. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy. Táp bi cánh cửa sau cũng vậy này, đều rất là mới, rất là đẹp các bạn nhé. Hàng ghế ngồi phía sau này ít người ngồi hơn cho nên là còn đẹp hơn này. Trần cũng rất là sạch, rất là đẹp, đẹp luôn các bạn nhé. Chúng tôi mới rửa qua bên ngoài thôi, bên trong cũng chỉ có lau qua đi một chút là để tôi quay, tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn thôi nhé. Đấy, chiếc xe này cũng đẹp sẵn rồi, đẹp nguyên bản rồi cho nên là không có phải dọn dẹp gì nhiều đâu. Đây là về cái phần cốp sau các bạn xem này. Cốp sau cũng còn rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Thì chủ xe cũng đã có cái thảm cao su này rồi này. Lót nỉ này. Đấy. Lốp sơ cua còn rất mới chưa hạ này. Lốp sơ cua mới tinh chưa hạ này. Còn nguyên vạch sơn đây các bạn nhé. Lốp sơ cua chưa hạ này. Trần đằng sau này đều rất là đẹp các bạn ạ. Chủ xe này giữ gìn rất là tốt cho nên là cái cốp sau cũng rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này. Động cơ này là 2.0. Đấy, 2.0 chỉ 5,76 lít cho 100 km quãng đường kết hợp thôi. Đấy, nội thất rất đẹp này. Nội thất rất mới và đẹp luôn các bạn nhé. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Đấy, Mazda CX-5 2017 các bạn nhé. Đấy, nội thất rất mới và đã có màn hình LED rồi, màn hình Android, màn hình OLED. Và sau đây thì tôi sẽ mở cái nắp capo này lên cho quý vị và các bạn xem ở cái nắp capo này nhé. Nắp capo đây thưa quý bạn, chiếc xe này được trang bị động cơ 2.5 các bạn nhé. Tôi đang nổ máy mà máy rất êm này. Nổ rất là êm luôn các bạn nha. Và tất cả các con ốc
từ ốc chân máy, ốc mặt máy này là còn nguyên bản hết này. Đấy, còn nguyên bản hết luôn các bạn nhá. Không những còn nguyên bản và còn rất là đẹp, chiếc xe này thì máy móc các bạn thấy đây ạ. Mua về như nào là tôi để tôi quay luôn như vậy đây các bạn này. Còn bẩn nguyên này, chưa có dọn dẹp gì đâu các bạn nhá. Nếu như dọn dẹp đi thì nó lại rất mới. Đây, chưa dọn dẹp mà nó đã đẹp như này rồi nè. Đấy. Chưa dọn dẹp gì mà nó đã đẹp như này. Chiếc động cơ này thì tôi cam kết với quý vị và các bạn là nguyên bản nhá. Vì mới lăn bánh có 6 bạn thôi, cho nên là tất cả là nó còn nguyên bản và còn rất đẹp như này đây ạ. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Mazda CX-5 2017 2.0 tên tư nhân biển Hà Nội này các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là chỉ hơn 500 triệu đồng thôi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda CX-5 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda CX-5 2017 này. Và không những đến cửa hàng chúng tôi thì quý bạn được xem rất là nhiều các loại xe khác nữa đấy ạ. Rất nhiều chủng loại xe khác mà tôi đang bán tại cửa hàng chúng tôi đấy ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.